Xin chào tất cả các bác, em là Toản Phong Thủy. Hôm nay xin giới thiệu đến các bác một mẫu ấm chén để các bác chơi Tết mà nhà em vừa ra lò. Bộ ấm chén này thì gồm có 10 bộ tách chén và có đĩa lót hết các bác nhá. Và một chiếc ấm, đó, ấm đắp lổi hoa cúc. Đó, một cái điểm nhấn rất là đẹp đắp tay các bác ạ. Và cái họa tiết ở trên đây, nhà em đắp tay hết. Đấy các bác thấy cái quai ấm được tạo hình bởi những cái cành cây rất là đẹp đúng không ạ? Ấm thì có dung tích là 400ml, 400ml thì các bác có thể là pha trà cho nhiều người uống ngày Tết ngày tư đến chơi nhà là không có sợ là bị thiếu chén hay là thiếu trà. Đó, ấm thì là chất liệu là đất lung Bát Tràng rồi. Nhà em là nhà lò Bát Tràng. Lát nữa thì em sẽ